Dịch bệnh vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Số người nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng, số người tử vong vẫn chưa hề giảm. Tìm mọi cách để bảo vệ quyền được sống tiếp tục là câu chuyện thời sự về nghĩa tình đồng bào, nói như nhận xét của ông Hoàng. Với Việt Nam là cái tình đoàn kết rất là tốt. Theo tôi nghĩ là rất là tốt. Thì bây giờ hàng ngày đó mở mấy cái clip lên, những người đi từ thiện, giàu cũng cho, nghèo cũng cho, đúng không? Phải ai sinh là cứ cho, đâu có phân biệt nữa. Đó là tốt. Giữa con người đang thương nhau rụt mong cho. Này là 10 đồng thì kia họ bớt 1 đồng, mà 100 đồng kia bớt 10 đồng. Là cùng nhau trong cảnh khổ. Ngày tôi ngồi đây, nhà tôi đây, xe phát quà đi ngang, đúng không? Tôi thì tôi không có nhận, nhưng mà do nhận những người khác. À, ghé vô cho gói mì, rồi gạo, đường, sữa, rồi cùng nhau. Cùng nhau chia sẻ khó khăn vì mấy tháng nay, đi đâu cũng bắt gặp giăng dây phong tỏa, rồi chia vùng với tên gọi bằng màu sắc của vùng xanh, đỏ, vàng hay cam, được tính theo mật độ số ca bị nhiễm COVID trong dân cư địa phương. Biện pháp phong tỏa chặt từng được coi là thành tích, ông Vương Cửu nhận xét. Coi như là người Việt Nam mình á là nó là coi như là nó thấy là cái người nào mà bị nhiễm á là mình bị phong tỏa cách ly là lý do đó là sao? Lý do là người Việt Nam mình á là rất là kỹ, là sợ lây nhiễm qua người này qua người kia. Mình thấy cái dịch này càng ngày cái người nhiễm á nó nhiều quá đi. Cho nên á mình phải có cái biện pháp là coi như là ngừa. Cho nên là mình hạn chế cái vấn đề mà đi lại trong cái thời gian mà coi như là dịch bệnh nó bùng phát. Trong chuyện hạn chế đi lại này, tùy địa phương mà có những mệnh lệnh hành chính khác nhau, ông Nguyễn Bảo Hoàng nhận xét. Chống đánh chui kèm đối ngược bình thường, ở trên gà ở dưới nó dịch là dạng có giới của mình là hơi bình thường. Đúng không? Coi là giới ta là coi như là dường như còn có một cái gọi là phép vua thua lệ làng, giả sử thế, ông nói vậy rồi kia giả sử như thế. Sở dĩ có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, theo ông Bảo Hoàng, như việc phong tỏa với yêu cầu ai ở nhà nấy, song các yêu cầu về an sinh thì lại không như hứa hẹn. Dẫu vậy, đa phần người dân tâm thế chấp nhận và được gọi đó là sự đồng thuận với chính phủ trong phòng chống dịch COVID.